声声滴滴有盼望，人在夕阳黄昏后陪着明月等寂寞，年少痴狂又是男女晚秋风，经过你快乐时少烦恼多，经过我情深意浓也很多，谁说青春不能错，情愿热泪不低头，珍惜曾经拥有曾经牵过手。Rồi hại chút nhỏ mà đánh cái cổ nó rung xè luôn á, chút chút ghê không. Quá tuyệt vời anh em ơi. Lát nữa quý vị và các bạn nghe cái giá nó mới té ghế với cái bộ này. Đang hát chỉ là cái súp và cái đôi chép rời lời trên này thôi nha. Hoàn toàn không có bất cứ cái lo nào hát nha. Đây lo này đây, rời ra nha, không có hát nha. Đây. Âm ly ra chỉ có hai lo thôi. Hai lo phía ly chỉ có hai lo chép này thôi, như cái súp thôi. Súp này là JBL Control 1 súp Mỹ nha, JBL Control 1. Và đây là nhỏ lại đây ha. Đây là cái chép 7 nha. Thì em thấy nó xinh nó đẹp thì em lụm vài thôi, nhưng mà thật sự nó không có đóng gì trơn. Nó không có đóng vào bằng hay là đóng gì trơn. Loa trong như là loa hộp xoài vậy đó. Nói chung thì cũng không quan trọng nè. Vì cái giá nó té ghế rồi. Anh em tính như là đây cái là cái loa mic chép rời đi. Thật sự là thôi em báo luôn, đôi này 700 ngàn nè. Đôi này 700 ngàn nè. Em ghép với cái súp này 2.8 nè. Nghe là tuyệt vời luôn anh em. 2.8 700 là có 3.5 triệu anh em bảo đảm với anh em không mua được một đôi loa hay hơn cái bộ này. Em cho anh em 5 triệu luôn, mua loa hay hơn này em tặng luôn. Súp JBL Control 1 đánh. Thì những cái bass nào yếu yếu thì đi chỗ khác chứ không có vé lại gần đâu. Mỹ, cái chất Mỹ, cái chất JBL anh em đã biết đó giờ rồi. Phía sau của nó này. Đường vào nha, đường vào nè là hai kênh. Nó hai kênh riêng ha. Rồi ra này, ra hai cái lo vệ tinh ở trên này. Đây. Đẹp chưa? Cái này. Mấy cái này thì nó em cảm giác là như nó sơn là
mấy cái này là bằng nhôm hết nha, chứ không phải mũ nha anh em. Cái trên này mũ lưới sắt nha, lưới sắt nha, lưới sắt mạ chrome đấy, mạ chrome ấy bóng đẹp luôn. Này bằng sắt bằng nhôm gì nè, chứ không phải là loại thường nha anh em. Cái này cũng vậy nè, ở dưới đế sắt không đó, hàng bãi chứ không phải là hàng giỏm Việt Nam mình đâu. Control SP1 còn súp thì súp Mỹ rồi. Súp này là nó đánh 4 cái bát ở trong anh em. Bát này như 12, như 4 cái nha, 4 cái luôn. Rất mềm, rất sâu. Súp 2.8 và cái đôi chép này thì nó 700. Hiện giờ thì em còn 2 bộ như thế này, còn 2 cái súp. Đúng ra nó còn 3 cái súp lận, em bán 1 cái súp rồi. Còn 2 cái súp. Hai cái súp JBL Control 1 này, một cái đã về đã bán rồi. Và còn hai đôi chép như thế này nha. Đây một đôi và đây một đôi. Anh em không thích súp, anh em lấy chép và anh em nghe rồi cũng tuyệt vời luôn. 700 ngàn mà anh em đắn đo gì. Chơi mà quan trọng nó hay thôi. Đấy, cái tiếng chép anh em nghe không, nó có phê chưa? Nếu vì tình 700 mà như vậy kiếm đâu ra nè, kiếm đâu ra. Lo lời nó cũng phải 1 triệu mấy, 2 triệu một cặp mà chưa chắc cái chép nó hay như vậy. Bảo đảm không hay như vậy luôn chứ không phải là chưa chắc nữa. Nó có lời mid chép luôn nha, chứ không phải là chép không nha, tuyệt vời. Dàn âm thanh nào thiếu đưa nó vào là lụm liền. Kết hợp với cái súp này nó thì càng tuyệt vời hơn. Rồi em xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Quải An Giang. Xin cảm ơn.